Alo, xin chào cả mấy anh em nha. Ở đây là tại chỗ cái Việt Nam với Campuchia. Anh em đang Long Xuyên, Campuchia, Điện Biên. Đây ở dưới này có thằng khùng ngồi câu cá kìa. Trời mưa à mà mới ngồi câu cá luôn. Quay lên chào anh em cái giờ này mưa ầm ầm mới ngồi câu cá mà chịu à, đang câu cá ngay cái ranh Campuchia Việt Nam nghe mấy anh em. Nãy giờ chưa quay nữa ông nội ơi, tại quản rồi chưa quay nữa. Trời ơi là trời, nãy giờ ảnh lo ảnh làm anh không có câu, anh không coi mình câu anh em vui. Cái này câu chính thiệt nha anh em, có em nhỏ ở đây chứng kiến nè, em nhỏ câu chung nè. Cái này khùng khùng câu không dính được con cá ta. Ủa mấy cái chìm cắn hên. Cắn gì? Đúng cái này là cắn. Răng nó ghê không? Giật cái vô mép luôn rồi, hết dở luôn rồi. Mấy anh em ơi, hôm qua hai anh em câu ở ở trên giáp ranh biên giới Campuchia với Việt Nam á, mấy anh em câu được có con cá chim mà trên đó người ta nói tôm mùa nước này tôm nhiều chứ cá thì ít xịu à. Rồi bây giờ mình đổi chỗ câu, mình vô trong cái vườn của ông anh ở trong vườn nè. Mình vô mình câu cá vòng 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 mấy cái vườn cây của ổng, câu vòng 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 ở mấy cái hào vòng vòng nước vô ra nghe mấy anh em. Rồi anh em ơi, thằng bạn nó câu dính con cá bự rồi mấy anh em ơi. Trời nó quẩn coi chừng, chắc cũng không bự gì mấy đâu. Rồi ra đi, ra đi. Vợt hả? Vợt đâu có ở đây mà lấy vợt, ta đang quay nữa mà vợt. Kéo từ từ rồi. Cái chim trắng, cái chim trắng. Nè, lấy này xúc đi. Rồi, vụt luôn. Rồi, dính con nữa mấy anh em ơi. Cá nhỏ, cá nhỏ. Đây này không có được. Vụt luôn rồi mấy anh em ơi. Chuyến này dính thiệt rồi mấy anh em ơi. Trời ơi, nhảy gì đứa không nổi. Nó quẩn. Nó chút xíu mà nó quẩn cái ghê không? Lỗ luôn rồi mấy anh em ơi, rồi đứt dép luôn hết vậy. Vụt mẹ luôn rồi. Dây còn không? Còn. Mò dính đó. Nó cùng dây đó. Ê, nó chạy ra nắng hả? Còn đó mẹ luôn. Bở nó lên nha. Không bở nó lên nó. Cá chim, cá này cũng cỡ 2 ký, ký mấy. Mệt rồi anh mệt. Cái này vui quá anh em. Cái ủa rồi. Ấy rồi, rất luôn rồi.
xong luôn anh em ơi, nước dây luôn anh em ơi. Không lấy đồ ghề thiệt tình. Chín đường cá lóc mấy anh em ơi. Chào mấy anh em nha, cá lóc đặc nha anh em. Ồ. Có mồi nướng rồi mấy anh em ơi. Lũi xuống ở trong cái cầu đó. Rồi nó quấn dây vòng vòng đó rồi. Xả dây ra, xả dây. Cái chim, cái chim. Cứ quấn vô từ từ đi, quấn vô cái đầu xiếc. Đây, đấy này tao tắt máy tao xúc nó lên luôn à. Bài xúc lúc đó, chết bẹ nó, nãy giờ hai con câu rồi. Cái gì vậy? Cá chim. Chắc mạnh lên bờ luôn, từ từ, vô mé rồi. Từ từ. Nè, buông cái dây ra đi. Buông cái dây ra đi. Trời ơi, trời. Tôi cái dây ra đi, để em. Nó quấn vô cái giò tao không nổi. Lấy cây gãy lên, lấy mấy cây gãy dục lên. Nó lại giờ lộng em thay cây câu rồi. Ê, trời ơi, chào vô cá không đi. Ở dưới đó, lộng cái lường đó. Nè, em lôi đậu lên nè. Vô. Rồi, đồ, giống mày đã giờ hai cây câu của tao. Rồi ra kiếm cây câu luôn. Sáng ra kiếm cây câu kêu luôn đi. Dây đó thì cái nó luôn rồi. Thì bỏ vậy. Ê, đừng bỏ cá bắt cá. Trời ơi trời. Đó thì cổ. Sao mở cái dây lưỡi câu ra khỏi miệng nó đi. Trời ơi là trời, nãy giờ con quỷ con này ăn hai cây. Nè anh em, nãy giờ làm mình hư mấy cây câu rồi anh em. Nãy giờ cực khổ lắm anh em. Tuyệt tình. Rồi anh em. Nè nè. Cầm 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 quay giùm đi. Đây lên 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 cái trời lên. Lên luôn, lấy cái bao đi. Cho lên luôn. Lấy cái bao kìa, ông nhảy xong đi. Đang mang quay đi mà. Trời ơi trời, chủ yếu là quay mà mấy khúc này nổi đầu lên kìa. Ăn luôn nè. Ê, cái bao rồi. Kìa. Vô. Rồi. Mẹ. lấy cái bao không lấy. Trời ơi là trời ơi là trời. Không dây nè. Không dây hả? Nó cặn nằm như vuột rồi. Dễ gì. Rồi. Chứ làm sao mà. Có anh ơi. Có rồi, xuống anh ơi. Có rồi. Câu không cho câu rồi đó. Không ở đây có ông hai ổng ổng ăn chay, ổng có chịu hay câu cá chứ không nội ơi. Mới giải ổng cho lấy cần câu nghỉ câu rồi đó. Mới giải ông nói thôi ông hai ơi nghỉ cho nó lấy cần câu đi cho nó đi về. Đâu có cá lôi chứ mày đâu. Nghĩ vậy ổng với bà ở chỗ này luôn hả chị? Ổng không được dữ á, ổng không chịu câu cá sáng quên á. Trời ơi, vậy hèn chi. Cá đâu ăn kêu đó, cái lưới dây này mà. Cá mười mấy hai. Mấy ông tin ông, à, vô bẻ mấy cầu nè, ổng xin ổng đứng sau lưng á. Vậy hả? Nói bữa đó nói trời ơi, tôi vô tôi bẻ này. Trời ơi, gỡ ngốc luôn rồi, gỡ ngốc luôn rồi. Nói nè chị. Tôi vô tôi bẻ hai cái bấn cầu mà ông già ông có đồ cóc cũng đứng sau lưng tôi á. Trời ơi trời. Tôi nói ông hai á. Cho lấy cái cần kia nữa, đợt này ông số hổ ơi. Rồi. Cái cần kia đi. Đúng rồi. Kia. Mày đi về luôn rồi. Quên nữa. Quên. Này hàng chinh nói gì kỳ. Kỳ sớm nhưng mà câu kỳ ngộ thiệt chứ. Trời ơi trời. Ổng với bả ăn chay luôn chứ không phải là mình ăn ổng nữa. Hàng chi câu cá nãy giờ hả? Trời ơi trời. Bữa đó con ấy án vô nó nói thôi tôi mua dĩa trái cây đồ tôi cúng ông hai đồ. Cho con kéo hàng nhờ đi. Ừ, hỏi ông mới được, mặn gì cũng phải hỏi ông. Chú lần mới nhảy xuống mà ông bẻ quẹo giò. Mới xuống cái bả giò tẹo ngang đi chạy ngoài đi.
quẹo còn không lên bờ, nó nói thôi cho nó về đi, không được nó giỡn nó nữa. Ông mò lắc lắc nó chở vô. Vừa nói cho con mò dính cây câu nghỉ câu rồi làm mày lội ra đây là mò dính luôn đó. Thì tôi mới nói ông này nè, tôi nói chết mẹ ông hai sáng giờ ai giỡn. Thì cho nó mò đi, nó đi đi về mới lại đó đụng đó thấy không. Rồi cảm ơn ông hai nhiều với bà hai nha. Tại không biết thì không biết vô câu quậy ông ơi. Nó vô nó quậy tính cờ bắt con cá gì nhậu. Thì không cho con được rồi. Con được rồi. Hèn chi trời ơi trời. Đầu gộn cũng ăn tương đồ gì đó. Cũng chịu chắc là sao quá mới có xanh mấy ông này nè Út nè. Mới có một tháng gì bà ông chết. Bà chết. Bà cũng được gì lắm đó ông. Bà cũng linh lắm. Tôi mặn ha, mới đầu tôi nói không có tiền làm thì mã bà. Tôi nói má ơi bà độ còn bán ba mảng cầu tôi nó mười mấy tấn vậy đó. Trời ơi trời. Mảng cầu nó trúng vậy đó. Má ơi bà độ cho con bán cỡ 50 triệu đi 3-4 ngày. Má độ cho con bán hết mảng cầu. Người ta cần có 6 ngày là hết trơn mà 6 tấn mảng cầu. Tôi bán ký 30 ngàn không tính đi. Rồi tôi mới xây cái gò mã đó, tôi làm mã mồ cho bạn đó. Sớm này đâu đi ra ngoài hè đâu đâu gặp được gì giá thì được đó. Ông làm nó chứ, ông làm cái chạy dưới anh chứ gì để tôi lội lên lội xuống tôi phá cửa đó. Nãy giờ nó ra tới ngoài rồi biết rồi đâu mà trời chết chỗ tôi lội lên lội xuống đó. Mấy anh em ơi, nãy giờ nghe bà chủ bà kể chuyện tâm linh về cái hầm nãy giờ mà, nhưng mà bà chủ hầm á, nhưng mà cũng câu được một con cá, ổng cho câu cao hơn con không à. Mà thiệt cái hầm đó như hơi linh, cũng trước sau gì cũng được cá về làm thôi mấy anh em ơi. Một cây cần câu rồi anh em ơi, anh em ơi sớm giờ câu được con cá chim trắng rồi mấy anh em ơi. Chim đen hả? Chim đen chim đen nhìn giống cá ác quá ha, cũng giống cá ác mà ghét nó đen hơn. Khoảng ký luôn mấy, có ký luôn mấy nè, mở giật hai thằng văn xuống hầm nè. Hai thằng văn xuống kinh. Trời ơi, bây giờ mình sẽ mần thịt nó thôi, nướng với bạc. Rồi mấy anh em ơi, rau với cá làm sạch rồi, với nấm với củ hành đã sẵn sàng ở trên mấy anh em ơi. Bây giờ mình sẽ nhét vô bụng vô cá, nhét vô bụng con cá nha. Là chim cái kèo ghê không, ghê không? Cụp, vô hết trời. Nhét hành vô tấm vào bụng con cá nha mấy anh em, nhét vô cho nhiều nhiều vô đầy bụng thôi, cho mấy em nó vào đặt lên. Nước một hồi nước nó chảy tùm lum. Đây này thúi chưa cả tay nha, cả nướng với bạn, cả nướng với bạn luôn. Lên tắm cái đổi ca cho anh em tắm. Đừng có khơi khơi cho tao làm một chút. Rồi đấy rồi. Xong em. Cái tắm hả? Rồi tắm theo
còn hết còn chứ ăn luôn đó hả? Hết rồi. Cơm nữa mới đủ anh em. Nãy có mua thêm ký tôm nữa nha mấy anh em. Trời ơi. Rồi mình chạy đi mua thêm cùng với bạn nó đi. Như đây quán hồi nãy chắc nó đây cái vườn rau của bà cô chủ đây. Phải chăm sóc ớt lên quá ớt rồi, phải trồng cho vui chứ ớt nhóc chứ không có ăn gì hết. Phải trồng trọt thấy ghê ta. Mà. Đó. Vậy ha, mà nhiều khi đẹp không có đi chợ ha, mình xuống á. Dạ. Mình cũng có hành xào cơm hay đi cá. Cơm chiên hành đồ cũng đỡ phải không? Này cái miếng ngò gai ngò ôm đồ ghim nữa là ngò gai nè. Có luôn hả? Có ngò gai luôn. Có ngò gai luôn. Biết sao không? Ngò ôm á, không có thích ăn ngò ôm chứ không có chồng. À. Ngò hành là ăn xuống luôn. Ăn hoài. Hành đây dạo vòng cái vườn rau của bà con cái nha. Đẹp không? Đẹp đẹp đẹp. Chiên chiên cái đẹp hết sức không? Dạ. Đó bà con có thứ à. Đây bà chủ nhà trọ nghe mấy anh em. Cái khách sạn với lộn. Nghe đầy đủ. Trời ơi cái xong. Cái bữa nào làm cỏ mà, xung quanh nè. Mà mình trồng ở đây sao nó tốt mà vô trong vườn trồng lại nó không tốt ha. Đầu ớt nè vài bữa nó sao kiếm ra sao trồng là mặt xích nhẹ. Nguyên một bụi ớt luôn nè. Cái này là sửa sàn trồng á. Rồi. Mình ương á. Ương nó phải không? Ờ, dạ. Mình ương cho nó lên nha, cỡ bằng à, gan tay đi rồi mình sẽ cầm xuống. Rồi, ok. Rồi mấy anh em ơi, mấy con cá mình đã quấn với bạc xong rồi mấy anh em ơi. Đem lại lò lửa nướng thôi. Quăng lên cái lò lửa. Nãy giờ đốt than nãy giờ mấy anh em ơi. Đây. Đợi một chút xíu chín cái đầu mình dở ra mấy anh em xem nha. Rồi anh em ơi, con cá nãy giờ nước cũng được 10 phút rồi. Chặn nó đem lại nè. Chặn nguyên. Không biết chín chưa nha. Để từ từ mình coi nó chín chưa nha mấy anh em. Lật cái bầy lật lại nghe. Đúng chưa? Chín chưa đây? Chín chưa? Sao? Phải rồi đó không? Phải rồi. Lật lại. Lộn rồi. Không á. Nó có vẻ. Rồi ok. Đúng nó luôn rồi đó. Đúng bài này luôn rồi đó. Nó có mùi khác nha mấy anh em. Nó gì chứ nó khác với bạc à. Nó khác cái nước chảy ra. Nóng không? Tới trong nó nóng không? Không biết nóng không, cũng thỏng tay luôn. Biết nóng không, còn cá nó mềm luôn rồi. Mình xèo luôn. Bự bự nha coi. Nướng lại miếng nữa. Nướng thêm gì, được rồi. Trời ơi, nó mềm mèo luôn rồi ba ơi. Chạch cái. Làm gì vậy? Lót với bạc kỹ quá. Trời ơi, thơm kìa. Trời ơi. Không có mua chay nó chấm hơn. Xin một miếng muối luôn. Lỡ xin là xin cho tới luôn. Xin một miếng người ta cũng nói xin nè. Ngon quá mấy anh em ơi. Được. Lấy cải đi. Xé ngang chỗ đó sạch muối sạch thì xé nha. Ừ. Trời ơi. Cá nướng với bạc mấy anh em ơi. Cá gì qua này? Cái chim nướng với bạn. Củ hành đùa lên nó thơm quá mấy anh em ơi. Giờ này còn nóng ăn là phê luôn. Rồi mấy anh em ơi. Có tôm đùa luôn mấy anh em ơi. Bây giờ mình gấp con tôm lên nướng nha. Tôm nướng lửa hồng.
tôm càng xanh. Cá thì chín rồi mấy anh em ơi, giờ mình vứt cá trước đi. Đợi mấy để trời ơi mới được vô cá đi mấy anh em, vô cá đi không có hồi sau tính sau. Rồi vô mãi cả anh em nha, mãi cả anh em ly bia nha mấy anh em. Trời ơi đã quá, dùng miếng cá đi cho chàng không nhậu thì cũng ăn bỏ số này rồi ăn cái cá đi em trai ơi. Rồi không có nước chấm luôn anh em ơi. Lên xin miếng muối luôn anh em ơi, lẹ lên anh em ơi, cần ký luôn à. Mình cũng thử miếng khỏi chấm gì coi nó thịt nó ra sao, chắc lạc nhách quá anh em ơi. Cái này đây không có nêm gì hết trơn. Rồi mời mấy anh em miếng nha, chưa lấy dán nước chấm xuống kịp nữa. Rồi ăn thử ơi. Ăn thịt thì nó ngọt nhưng mà có cái nó hơi gồng, thịt cá này như hơi gồng phải không, thường thường nó bị hơi gồng. Rồi vô đi, rồi vô mãi cả anh em nha. Xem qua miếng tôm ơi, tôm nướng chín chưa mà đem lên là trời. Chở tôm lại cho nó đều mặt thôi. Quay hoài, đang lén cứ quay hoài. Tao để mày chụp lên cái họng á, tao chụp cái tay mày lại. Trời xấu quá. Chơi gì đâu mà xấu. Rồi, rồi được rồi, mời anh em ăn cái. Anh em nha. Chén lớn rồi trời. Hết con nha. Có đã anh em ơi. Tôm nướng. Nói vậy chứ ăn chứ ăn chừng 5 con ngán thấy mẹ luôn mấy anh em ơi. Vô ăn tôm nè, ăn với mày nhậu.